À, xin chào các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay lại cùng với K4 Vlog đi thăm lại cá rồng khủng 100 triệu. Xem là ông chủ tiệm cá đã bán được con cá khủng gì chưa nhé. Thì khi mà hôm mình đến mình quay cái video này thì cũng đã có một khách cộng là khách Việt Nam và một khách Tây đã hỏi và làm giá cái con cá này, nhưng mà không biết là chủ cửa hàng và người mua đã thống nhất được cái giá chưa. Thì hôm nay tiện đi qua cái chỗ này thì mình ghé vào thăm xem là chú cá rồng của mình đã được xuất chuồng chưa nhỉ. Đấy, khi bắt đầu vào bên trong các bạn nhìn thấy không? Đang là bữa ăn trưa của các chú cá. Thì các bạn nhìn chúng rất là háo ăn. Thì ở đoạn cuối video này thì mình sẽ đến chỗ cá rồng nha mọi người nhé. Mọi người cố gắng ủng hộ ở đoạn cuối video. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Để bắt đầu chúng ta nhìn thấy nè, và chuẩn bị dân cá rồng thì chúng ta đặt cá hỏa tiễn nhé, cá số hỏa tiễn. Cái này cá giống thì có khoảng độ hơn có giá 23.000 tiền tiền rút bên thì giá đã ghi hết ở để đây xem con cá này đúng không, cá chê Việt Nam có không, có giá là 43.000 rút nhé, thì vào khoảng độ 12 triệu 500 tiền Việt Nam đến 13 triệu. Cũng cá chê nhưng mà nhìn thôi cứ gọi cá chê Tây thì cái giá này đều có thể là thỏa thuận cho người mua, mua lẻ hay là mua cốt tâm, cốt tâm này gọi là nhân dân
Qua hàng cá chê tây nhé, thì mình bắt đầu sang cá rồng này, vẫn chưa tới bán được mọi người ơi, chưa có thể xuất chuồng được, chắc là vì lá cả chưa thống nhất được, chưa bán được thì mình vẫn có cơ hội để đến ngắm em cá rồng khủng này. Mình thì có thể vẫn chơi cả.